chung thì đi con xe này phá nhiều hơn là chạy anh em. Cảm giác ngồi lên chạy nó rất là mất dạy, cảm thấy rất là mất dạy luôn. Bây giờ mình sẽ đem con đi xách led này về shop lên đồ. Đồ này zin quá, chạy chán quá. Đây, cái đầu tiên mà mình sẽ phá zin con này là cái bô. Tại vì Ducati mà gắn cái bô zin thì nó lúc mà hình hài của nó nằm ở đây thì nhìn rất là gọn ha. Nhưng mà mình sẽ đổi qua cây này. Cái này mua cũ thôi. Nghe nói là gắn vô cái kịch liền mà gắn nãy giờ gắn chưa được. Cái bô này thì cái bô nó gắn ở trên một con Scrambler thường thôi chứ không phải là Desert Led. Thì cái con những cái con Scrambler khác á, thì nó sẽ có cái gác chân à. Nó dài ra sau này luôn. Và nó bắt trên này luôn. Cái bát này nó lại nằm ở trên cái gác chân đó. Thì riêng con Desert Led á, thì cái gác chân này nó nằm ngay cái sườn. Và cái bát nó nằm ở đây cho nên là nó bị lệch. Thì mình phải chế lại cái bát từ đây qua đây nữa. Sẵn đây mình sẽ đề máy lên nghe thử Ducati Scrambler mà đi mỗi cái cổ thôi thì nó nghe tiếng như thế nào ha. Đi tô một cái là không biết. Tao dặn cổ mà chết mẹ hết trơn bây giờ đó nè. À, nếu mà cách đây vài phút mà anh em xem là mình đang lắp bô thì bây giờ lắp xong rồi anh em. Nhưng mà thật ra là từ cái lúc mà mình lắp bô tới bây giờ là khoảng 4 ngày. Tại vì mấy bữa nay đông quá thành ra là không có lắp thêm đồ được. Thì cái bô lên ở đây anh em. Nghe thử nha, hôm nay mình tiếp tục mình lên tiếp cùm côn cùm thắng. Bỏ cái bầu đi. Đi thẳng luôn, một đường từ máy đi thẳng ra đây, nguyên cái ông bô đi thẳng ra ngoài luôn. Thì cái bô này nó nhìn nó to nhưng mà ở trong cái nỉ rất là dày cho nên là nghe vẫn âm. Thì bây giờ đang bị một cái vấn đề anh em, mình rất là thích cái cùm Accosato. Nhưng mà cùm Accosato hôm qua mới bán cái tay cuối cùng mà bây giờ hàng hóa thì nó cũng hơi có một cái tay này thương hiệu rất là lạ, FLO. Tay này thì nó lại dành riêng cho mấy anh em cào cào. Thì mình đang phân vân là không biết có nên lên cùm này luôn không hay là mình lên cái đợi Accos về rồi lên Accos. Đây cũng rất là đẹp nha, nhìn chiến lắm. Sau rồi mình sẽ lên một cái tay RCS 15 cột xa cột ta. Thì lý do tại sao mà con Scrambler thì phải lên 15 là tại vì nó chỉ có một con heo trước thôi, không phải hai heo. Tiếp tục nữa, sau khi mà mình lên hết mấy cái cùm rồi dây dầu các thứ thì mình sẽ lên tiếp xi nhan. Thì xi nhan để lát nữa mình sẽ cho anh em xem sau nha. Bây giờ lên tiếp mấy cái này. Nó có một cái vấn đề là cái con Scrambler nó có một cái thiết kế mình thấy nó hơi. Những con Scrambler thì nó làm cái dây ga là cái dây thắng á, dây dầu á, nó đi vòng lên trên này, còn vòng xuống như vậy, như kiểu vậy, cho nên là mình đang thấy giấu nó đi, đó, chống cãi, nhìn nó gọn gàng hơn, nhìn nó đẹp hơn nhiều.
Rồi sau khi mà mình đã làm xong mấy cái đường dây thì bây giờ cái đầu đèn nó đã gọn hơn, nó không có bị mấy cái cọng dây cong vòng như thế này nữa. Thì trên này cái view đã thoáng hơn rồi. Vô cùm RCS rồi ha, vô cái tay rồi ha. Bây giờ tới cái xi nhan. Thì đây, mấy cái quả lựu đạn của nó là bự chà bá vậy nè. Không biết hãng nó bán bao nhiêu. Mình nghĩ là cũng mắc á, đồ châu Âu rồi này kia thì không bao giờ mình nó rẻ. Nhưng mà mấy cái này nó bự quá, cho nên là mình sẽ thay bằng một cái motor gasket. Bây giờ khui ra tiền không nè, cứ một hộp này 1.750.000. Mà nó không phải là hai cái, con cái hai xi nhan hai bên hết 3.500.000. Điều chuyện cười. Còn cái xi nhan sao 1.100.000. Xi nhan pin, đâu cái pin đâu ta, cũng nhỏ xíu à. Đó, nhưng mà không nhỏ bằng cái ten. Cái ten mình đang cầm trên tay đây. Cái độ nhỏ, siêu nhỏ của thằng ten. Đây là cái ten. Anh em thấy con ốc không? Ốc để gài vô, nó còn nhỏ hơn con ốc nữa. Hay thiệt. Đây, khi mà gắn vô xe rồi thì nó sẽ có nhiêu đây thôi. Chút xíu vậy thôi. Mà nó siêu sáng nha, cực kỳ sáng luôn. Nếu mà nhìn kỹ thì nó sẽ có cái chữ Make in Germany ở đây luôn. Siêu nhỏ luôn. Bây giờ mình để vô mình ướm thử nè. Nhưng mà siêu sáng luôn nha. Mà chẳng những là cái thằng này nó có xi nhan mà nó còn có cả đề mi nữa. Rồi lát nữa đấu lên cho anh em xem cái độ sáng của nó. Nó sáng hơn thằng này rất nhiều luôn. Sáng này rất nhiều luôn. Mà có cả đề mi nha. Cuối cùng cũng xong anh em. Hôm nay mình đã lên ít đồ thôi. Lần sau lên tiếp, giờ mệt quá rồi. Thì giờ cũng đã 6 giờ, giờ tan tầm rồi. Hôm nay là thứ ba, thứ tư thì cũng vắng khách, cho nên là cũng tranh thủ làm được chút xíu. Rồi bây giờ mình sẽ tổng kết lại xem là xe mình hôm nay đã lên những cái gì ha, và sắp tới sẽ lên những cái gì. Ở đây, nói chung là lên mấy đồ cơ bản trước thôi. Đầu tiên là không thể thiếu khi mà anh em mua một con xe mới, không thể thiếu luôn, đó là cái chống đổ. Chắc chắn rồi. Đừng để mất trâu rồi mới đi làm chuồng ha. Ví dụ như mà nhiều anh em té xuống rồi, mấy cái bình xăng này á, bình xăng mà nó bằng nhựa thì không nói nha. Bởi cái mình mua cái miếng nhựa cỡ chừng mấy trăm ngàn không sao, nhưng mà cái bình xăng này bình xăng bằng kim loại anh em. Anh em nào mà đi bình xăng bằng kim loại, ví dụ như CB650R rồi đó, CBR650 rồi đó, rồi SRAM L này kia ha, mà té xuống một cái mà không có cái này nè. Mà đặc biệt là cái xe này nó cao nữa. Khi mà mình ngồi lên á thì mình chống thì mình chống vẫn được. Nhưng mà có một số tình huống, ví dụ như mà nó hụt chân, mà cái xe nó vẫn còn đang ga, nó vẫn đang trường thì mình bơi không được là mình té. Thì nếu mà không có chống đổ là cái bình xăng này mua lại cũng phải, chắc mình đoán không lầm là cũng phải 20-30 triệu gì đó. Rất là mắc. Mà cái chuyện mà đi gò bình xăng là cực kỳ không nên làm nha. Gò lại rút bình xăng ra làm cho nó đừng có mớp lại này kia, nói chung là làm đồng á. Thì cái bình xăng là cái mà mình không nên đụng vô. Để không thôi là nó bị sét ở trong, nó rất là dễ bị sét ở trong nếu mà anh em đụng vô. Rồi thì cái chống đổ ha, Evotech. Rồi tiếp theo là cái gù nâng cũng của Evotech luôn. Thì hai cái này là hai cái không thể thiếu. Thì mình lắp trước hai cái này. Để ở nhà thì mình có thể bend lên rồi mình cất xe rồi này kia các kiểu nó dễ. Cái thứ hai mà mình lên cho con xe này là cái bô. Thì Ducati con nào cũng vậy. Cái linh hồn của một con Ducati lúc nào cũng là cục máy và cái bô hết. Âm thanh của nó nghe rất là hay, nghe rất là khác biệt so với tất cả những cái dòng xe còn lại trên thị trường. Thì đó, mình vô cái bô thì cái bô này một cái hãng cũng rất là lạ. Cái hãng này mình cũng không biết nó của hãng gì, nhưng mà mình thấy nó lụm được cái bô này khá là đẹp, nên là lấy về gắn thôi. Vô cái dáng nó cũng hay. Hôm nay thì lên thêm một cái cùm RCS 15 Kosakota, canh dầu này kia hết rồi. Mình có làm cái bát này. Mấy bữa thì có bán cái bát bằng titan á,
Thì cái bát titan nhìn nó kỳ quá, nhìn nó ghê quá, cho nên là mình tự mình làm mấy cái bát này luôn. Anh em nào mà bây giờ qua bên mình làm cùm thì có thể sẽ gắn mấy cái bát này, có phiên bản màu đen nữa đó, thì nhìn nó tinh tế hơn. Và mình muốn nói một cái nữa về cái bình dầu ha. Trên những cái bình dầu dầu thắng á, nó sẽ có một thứ mà rất là quan trọng, mà nếu như anh em mua một cái bình dầu nào nếu nó không có cái thứ này thì đừng nên đi tour vài ngày nha, đừng nên đi tour vài ngày. Đó là một cái lớp để nó lấy khí vô, nó lấy không khí ở ngoài vô, và một cái lớp cao su như thế này. Đây là một thứ mà bình dầu nào bắt buộc cũng phải có. Nó có thể, cái cao su nó có thể lúng xuống như thế này đây. Đó, cái này nó rất là quan trọng nha. Những bình dầu nào không có cái này là hơi khó đi tour á. Thì như thế này, nó có nhiệm vụ gì khi mà cái dầu thắng nó nở ra. Ví dụ như anh em đi tour, anh em rà thắng nhiều á, dầu thắng nó nóng lên nó nở ra, thì cái dầu thắng nó dâng lên, nó sẽ đẩy cái nút cao su này lên. Và khi đẩy nút cao su này lên, nó sẽ có một cái lớp này, anh em thấy có cái lỗ nhỏ xíu nè không? Nó có cái lỗ nhỏ xíu nè. Thì cái lỗ này là cái lỗ thoát hơi, để nó ép cái nút cao su này lên. Thì nó vẫn còn cái chỗ thở của cái dầu thắng ở trong bình dầu này, thì nó sẽ không gây kẹt thắng, không gây kẹt heo. Và tương tự vậy, khi mà anh em dùng hết cái bố thắng á, cái dầu thắng nó rút xuống á, thì cái nút cao su này nó sẽ lúng xuống. Và cái lỗ này nó cũng giúp cho cái hơi nó đi vô, để cái nút cao su này nó bị lúng xuống nè. Đại khái là nó sẽ giúp cho cái dầu thắng của anh em lên xuống một cách linh hoạt hơn. Còn nếu như mà một cái bình dầu mà nó kín bưng luôn, nó không có cái này á, không có thông hơi này á, thì rất là dễ bị, thứ nhất là kẹt thắng, thứ hai là mất áp. Một trong hai trường hợp đó nếu anh em đi tour xa, và đặc biệt là đi đường đèo á. Cho nên là bình dầu mà nó mắc tiền thì mắc, nhưng mà cái này nó rẻ hơn. Cái này là bình Gelspeed chính hãng luôn, mà chỉ có 650 thôi. Mình chọn nó là tại vì nó có đầy đủ cái lớp mà mình đã nói ha. Còn trước đây thì mình có xài cái bình, một bình dầu khác CNC, thì nó lại không có cái lớp đó, nó chỉ siết lại thôi. Thì đi tour xa nó rất là nguy hiểm anh em, không nên nha. Rồi, đó là về cái bình dầu. Tiếp theo là về cái dây dầu này, thì mình cũng xài cái dây dầu của hàng Tigon. Thì dây dầu này nó sẽ không có bị đổ mồ hôi, với lại nó rất là bền, nó không bị nứt, không có bị đứt ra giữa đường ha. Và cái tiếp theo là mình lên, đó là cái cùm côn Floor. Cùm côn này của Mỹ. Thì cái cùm côn này nó sinh ra, thật ra nó dành cho những con cào cào, nhưng mà mình lên cho xe này thì thấy khá là hợp. Bóp bằng hai ngón, ba ngón thôi, nó ngắn thôi đó, rất là ok. Nhìn nó cũng gấu nữa, tức là cái thiết kế của bọn Mỹ nó làm lúc nào nhìn nó cũng to, nhìn nó cũng gấu, nhìn nó cũng lực hết. Anh em có thể quay nhìn kỹ, nó rất là đẹp nha. Mà cái cùm này chắc có mình chơi quá, đâu có ai có đâu. Và một cái nữa mình độ đó là cái bùa. Thật ra là cái bùa này là mình lấy ở trên chùa. Đây là Áng Mani Bát Mê Hồng đó, đeo như bông tai vậy đó. Đó, lủng lẳng đeo như bông tai vậy đó. Và thêm một cái kiếng Motogadget Spy. Quên anh em một cái nữa mình bỏ qua, đó là cái xi nhan, cặp xi nhan pin gắn vô cái đằng sau này thì nó lòi qua chút xíu, rồi rất là nhỏ, rất là tinh tế ha, nhưng mà cực kỳ sáng nha. Đây là Motogadget pin 1.2 triệu một cái, hai cái là 2.4 triệu đó. Nhỏ nhưng có vỏ. Sáng má ơi luôn. Và một con nữa là ten. Anh em thấy nó đâu không? Chứ mình là mình không thấy rồi đó. Quay góc này đâu có thấy. Công an vô hỏi xi nhan đâu. Đố anh. Bật lên cái thấy liền. Đó. Thì đây là xi nhan ten. Nhỏ xíu à. Có hai tim, một tim demi và một tim led. Thì anh em có thể chọn nha. Hiện tại thì nó sẽ có hai cái loại ten, là ten 1 và ten 4. Trên thị trường ở Việt Nam mình á thì nó nhiều là cái đó. Ten 1 thì nó chỉ có xi nhan thôi, còn ten 1 và ten 4 á, của mình đang lắp đây, thì nó sẽ có cái demi nữa. Thì
Thì khi bật lên thì cái tên 4 nó sẽ có cái đèn pin màu trắng như thế này. Và khi bật xi nhan thì nó cũng rất là sáng. Và có một cách để cho anh em thấy là cái độ sáng nó như thế nào, mình lấy cái ngón cái mình che nó lại nha. Ê, cái này nhìn giống I am the Mandarin. Nhiều khi đứng đây cái đèn này nó còn sáng hơn cái đèn zin. Cơ bản là hôm nay chỉ lên vậy thôi, mệt quá rồi. Để ngày mốt lên tiếp thì mình sẽ lên thêm hai cái túi SWMOTEC ở đây. Hai cái túi SWMOTEC, mỗi cái túi là 13 lít, thì để đồ để mình tua nó được đường dài hơn. Hai cái túi đó là hai cái túi của SWMOTEC Legion Gear, rất là đẹp. Thì cái lúc mà mình lên mình sẽ cho anh em xem. Và tiếp theo nữa mình sẽ lên cái bộ nhông sinh dĩa. Nhông sinh dĩa con này cũng bị chết mắt mấy răng rồi, mấy mắt rồi, nên là mình sẽ lên luôn nhông sinh dĩa cho nó ngon lành. Và một cái nữa là cái cặp lốp. Nhưng mà cặp lốp của Ducati thì đặc biệt là dòng Scrambler thì anh em biết là nó rất là khó tìm. Những con Scrambler như Icon hay là Full Throttle hay là Classic thì nó đi cái lớp Pirelli MT60RS. Thì cái lớp đó thì nó cũng tương đối là dễ, vì lâu lâu nó cũng vẫn về hàng rất là nhiều. Nhưng mà riêng cái cặp lớp STA này thì hơi khó. Đằng sau là 17, đằng trước là 19 thì chưa có về hàng được, hơi khó ha. Rồi thì tất cả những cái món mà trên xe mình hiện tại thì anh em có thể inbox cho Anywayman để nhân viên của mình có thể tư vấn cho anh em nếu mà anh em muốn lên ha. Ngoài ra thì mình còn có cái ba ga để đồ ở phía sau của mấy con Scrambler nữa. Ok, rồi vậy thôi. Và bây giờ mình sẽ cho anh em chiêm ngưỡng, gọi là gì ta, Biron chiếc xe này. Vô. Nhớ cho mình một like và subscribe đăng ký bên dưới để theo dõi các video tiếp theo.